Ngày tốt để cắt tóc tháng 3 năm 2024 dương lịch. Thì theo yêu cầu của anh chị em thì Quảng Tòng làm nhanh cái ngày tốt cắt tóc cho anh chị ha. Chúng ta có thể ứng dụng để cắt tóc cho mình và cho trẻ em cũng được. Còn nếu như anh chị em nào mà không có thích thì chúng ta có thể lướt qua. Tại vì cái này nó cũng hơi nhạy cảm, có nhiều người không có thích. Rồi, Quảng Tòng đã lựa chọn sẵn ha. Nhóm ngày mà giúp cho chúng ta đem đến cái sự cát tường, bình an và tăng phước tăng thọ. Đó là cái ngày 3 Tây, ngày 6 Tây, ngày 7 Tây, ngày 17, ngày 19, ngày 22 và ngày 25 tháng 3 dương lịch. Nhóm ngày mà giúp chúng ta được tăng trưởng cái lòng yêu thương, lòng kính trọng đối với mọi người, đó là ngày 18 Tây tháng 3. Rồi, nhóm ngày mà giúp cho chúng ta gia tăng cái trí tuệ và cái kết giao với thiện hữu tri thức, đó là ngày 9 Tây và ngày 29 tháng 3 dương lịch ha. Nhóm ngày mà giúp cho chúng ta có cái khí trường tốt, giúp mà thu hút về tài lộc và giàu có rồi được cho tặng thực phẩm, đó là ngày 2 Tây, ngày 13, ngày 14, ngày 23 và ngày 24 tháng 3 dương lịch. Rồi, tổng lại những ngày đó bao gồm ngày 2 Tây, ngày 3 Tây, ngày 6 Tây, ngày 7 Tây, ngày 9 Tây, ngày 13, ngày 14, ngày 17, ngày 19, ngày 18, ngày 22, ngày 23, ngày 24 và ngày 25 tháng 3 dương lịch anh chị em ha. Quảng Tòng tính theo cái dương lịch để cho chúng ta dễ ứng dụng trong cái việc mà nhiều khi đang đi làm chúng ta lật lịch ra chúng ta thấy ngày Tây luôn, chúng ta coi cho nó khỏe. Rồi, còn cái vấn đề mà nó cũng hơi cái mang tính, nó cũng hơi mang tính chất về cái khó chịu và cũng khó tin trong cái vấn đề về ngày tốt. Tuy nhiên, cái ngày tốt cắt tóc này thì nó được trích xuất từ bên cái quan điểm của Phật giáo Bắc Tông Bắc truyền là để ngày cạo đầu cắt tóc. Rồi bên cái Phật giáo Kim Cang Thừa thì đó là cái ngày cắt tóc và cạo râu. Đó là những ngày mà tại vì trong cái Phật giáo Kim Cang Thừa người ta quan niệm là cái mái tóc có mối liên hệ sinh khí trực tiếp giữa con người và vũ trụ. Cho nên chúng ta chọn được những ngày tốt thì sẽ đem lại chúng ta những điều cát tường, may mắn, tài bảo, vân vân. Và những ngày xấu thì chúng ta làm ảnh hưởng đến cái năng lượng, cái từ trường của mình ha. Nếu anh chị em nào không thích thì chúng ta có thể bỏ qua. Thì Quảng Tòng đã làm rồi. Rồi nếu như rồi Quảng Tòng cũng chúc anh chị em chúng ta trong một cái tháng 3 thật là tốt đẹp ha. Cắt tóc được may mắn, được bình an.